vâng xin chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video bà con thấy hai cây sầu riêng ha à, xong rồi anh camera man anh luồn lách các kiểu anh chàng nghệ thuật đã anh lường qua đây là hai cây sầu riêng mà À, cũng nói thật với bà con á, là hầu xưa á, là trồng ở ngoài vùng nó gió thế nó bị động rễ cái nó bị vàng lá nói chung là nó bị tì li hụt mi hết à, sau một cái thời gian thì mình nghĩ rằng thôi trồng cây khác đây là bên này là cây ri sấu bên này là cây à, sầu riêng à, musakin à, bây giờ là lỡ hai cây hồi xưa là cái cây này nó muốn muốn chết này bà con nhưng mà mình phục hồi lại rồi mình các kiểu con đà điểm thì nó sống lại hai cây bình thường rồi thì bây giờ thôi thì giờ mình đang thử nghiệm luôn mình chơi luôn thử nghiệm luôn thì trên cái mô chúng ta trồng hai cây luôn thì nếu như mà anh em anh em thử nghiệm đây là cái phương pháp mà ở bên thái lan họ hay làm rồi thôi mình chơi luôn cái kiểu dạng như thế này khi anh em trồng ra cái khoảng cách nó như thế nào nha anh em nha có nghĩa là mình trồng là khoảng khoảng cách ra là khoảng sáu 60 đến 80 cm có nghĩa là 8, 60 đến 80 cm và à, chúng ta trồng thì sau khi 60 đến 80 cm thì hai cái gốc mà nó bự, nếu nó lớn lên nó sẽ bự và nó sẽ gần 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 với nhau. Để bây giờ rồi bây giờ cái đây là cái phương pháp mà chúng ta phải quản lý tàn nha anh em nha nếu chúng ta để ra là tàn nó sẽ hai cái cây này chúng ta nếu chúng ta để mà không tỉa tàn không tạo tán á, thì hai cái tàn này nó sẽ bị lép lép chính giữa và nếu như lép như vậy thì cũng vô tác dụng anh em à, nó vô tác dụng không được gì hết thì bây giờ nghe từ đầu chúng ta rọc luôn ha à, đây là cái phương pháp mà chúng ta rọc luôn thì đây là musikin còn đây là rì xấu bây giờ chúng ta sẽ rọc nha à, đây chúng ta sẽ rọc luôn nha anh em nha chúng ta cứ bên tầng đối xứng chúng ta rập một bên hết luôn đó, nhà có điều kiện anh em không có sợ vậy đó, nhà có điều kiện. Rồi, chúng ta sẽ rọc hết hết bên này luôn. Rồi. Mình chơi vậy đã cho anh em. Đó, để sau này mình sẽ, sẽ sẽ quay nhiều nhiều cái video clip cho cái cây này cho anh em nhìn thấy nha Mình sẽ thử nghiệm thử nghiệm cho anh em thấy cái cành sát cái bo này là anh em bỏ luôn nha anh em nha. À, đúng là nó dương lên mà <laughs> quên, quên quên dù đấy <laughs> ngầu bây giờ khi mà khi mà bấm cái kéo đầu bây giờ nó thấy đang dương lên thì đó đáng đúng rẻ đúng ra là nó đang dương lên và mình bấm ngay đây là được nè nữa <laughs> quên vừa nó mới kéo rồi tại đang ngược bên này nhìn không thấy đâu kệ đó đi lỡ lâu lâu nó cũng sai sót kỹ thuật chút xíu nha anh em rồi bây giờ á cái bên này cũng vậy anh em không có gì hết á bên này cũng vậy tại à, anh em này này chúng ta bấm này đó, bên này chúng ta bấm này. Bên này chúng ta bấm này. Cái cành mới nẻ cái cành nghe, nghe cái góc này nè anh em. Nghe góc này là mới nẻ mình bấm sai nha. Nó tại vì nó đang dương lên mà nó có cái cành xè ra. Đó, máy này là mình bấm sai cái này xin lỗi bà con nha. Bà con đừng có bấm như mình. <laughs> lâu lâu nó cũng không không mới mới nãy mới mới mới, mới, mới oh hồi sáng giờ nó cũng còn quần rượu gạo còn xay còn lá trái chân côn nó thiệt luôn còn quần rượu gạo bây giờ mình sẽ quay lại cái cây kia nha nha em cây bên kia mình cũng cũng làm cái phương pháp giống như vậy để cho bà con chúng ta thấy này đây hồi xưa là cái khúc đây là mới trồng nó động rễ động gió vậy đó. giờ dứt hai cây mua luôn nè còn nhà có điều kiện mà sợ giấy nhà có điều kiện mà rồi chúng ta sẽ làm cái đọc cái tàn bên này trước này em thấy này thấy không bên này cứ vô bên này là cái cành này là cái cành này nó rất là to nè anh em cái cành này rất là to này rồi vậy bây giờ mình rọc chỗ này này bây giờ mình rọc cái cành này to quá giờ mình rọc là rọc này để nó xì ra Đó, để cho cái cành này nó qua bên này Thấy không cái cành này là đồng ý nó nó có chĩa lên đây, nhưng mà mình giữ cái cành này nó xì qua bên này nè anh em nhớ nha. thí dụ như đây này đây đây, chúng ta thấy này thấy nó đang đang chẻ qua đây nhưng mà mình bấm mình bỏ ở đầu đọc đây còn cái cành này nó đang xỉ qua bên kia mình vẫn giữ nó nha anh em nha cái này làm đúng nha không có sai nha anh em đây còn ở trên này nó xì qua là chúng ta bấm đó. đó bên này cũng vậy bên này bên này đây đây anh em nhìn thấy này cái đây là cái cành này nó đang đi nó cũng hướng qua đây nhưng mà có những cái cành nó tỉa qua đây này anh em bấm này đưa cái cành này nó qua còn cái cành này nó đang chĩa vô thì chúng ta bấm luôn đây kiểu dãy luôn nha anh em nha đó. để cho mai mốt cái cây này nó sẽ cố cố gắng mình sẽ quay nhiều cái video về cái cái cái, cái thử nghiệm này như thế này để cho anh em thấy là sau này nó phát triển ra sao để chúng ta mà có có cái cảm nhận cho anh em liều mạng làm nha anh em rồi một cái video chia sẻ nhỏ nhỏ à, cũng không phải là làm một cái kỹ thuật gì nhưng mà đây là à, hồi xưa đó là trồng là nó kiểu như là nó muốn chết thì mình trồng luôn mình xong khi mình nghĩ rằng là thôi nếu lỡ mà nó phục hồi được thì ăn còn không á là mình chơi hai cây luôn thì bây giờ là nó hai cây rồi bye bye bà con.